Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được đến với Chúa chiều hôm nay để ca hát, chúc tụng, tôn vinh Chúa. Chúng con không có vàng bạc, nhũ hương hay mộc dược để dâng tiến Chúa như ba vua năm xưa. Nhưng chúng con tìm đến thờ lạy Chúa với tất cả tấm lòng thành kính, đơn sơ, yêu mến chân thành. Xin Chúa đoái nhìn đến chúng con là những người con yếu đuối, tội lỗi. Xin ban ơn cần thiết để chúng con được luôn sống đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin những điều này vì danh cực thánh Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Cho mặn đời thật thêm yêu với những nụ cười.
ánh sáng Chúa chiếu khắp nơi cho mọi người trên trần thế. Hallelujah, 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 hallelujah. Hãy để như vui mặn cho đời, biến tan tan biến trong đời mới, ước cho thêm ước cho mặn đời, thật tin nhu với những nụ cười. Ánh sáng Chúa chiếu khắp nơi cho mọi người trên trần thế. Hallelujah, 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 hallelujah. Ánh sáng Chúa Kitô soi lối chúng con. Thánh giá Chúa Kitô chuộc tội chúng con. Máu thánh Chúa Kitô tẩy sạch chúng con. Danh thánh Chúa Kitô chữa lành chúng con. Mình thánh Chúa Kitô nuôi dưỡng chúng con. Amen. Alleluia. Alleluia. Kia trời bừng vui, tình tu chiếu rọi muôn ánh quang, bao tin vui mừng ngày cứu rỗi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lại người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối và cả thành Giê-ru-sa-lem cùng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel, dân ta, sẽ ra đời. Bấy giờ, vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ, ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lại người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay giáo hội long trọng mừng kính lễ Chúa Hiển Linh. Ngày xưa thì chúng ta hay gọi lễ này là lễ ba vua, là bởi vì trong ngày này thì bài tin mừng chúng ta vừa nghe kể lại câu chuyện ba nhà chiêm tinh, hay còn được gọi là ba vua, từ phương xa đến để bái thờ lạy Chúa. Tuy nhiên, giáo hội nói rất rõ đây là lễ hiển linh. Lễ hiển linh nghĩa là gì? Là trong ngày lễ Giáng sinh, Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho dân riêng của Chúa, tức là cho người Do Thái. Trong đêm Giáng sinh, chúng ta còn nhớ tin mừng của Thánh Luca nhắc lại câu chuyện các thiên thần đến để báo cho những người mục đồng biết rằng con Thiên Chúa đã Giáng sinh, và những người mục đồng đó đã đến thờ lại Chúa. Thánh Gioan nói rằng ai sống ở với Thiên Chúa là sống ở trong ánh sáng. Vì vậy, ánh sao của Thiên Chúa đã chói rọi vào trong tâm hồn của chúng ta, thì điều chúng ta cần làm là gì? Phải từ từ xa bỏ những tính hư tật xấu. Nhân vô thập toàn, con người chúng ta ai cũng có những yếu đuối, những lỗi lầm. Hãy để tất cả những yếu đuối, những lỗi lầm đó ở trong quá khứ, và hãy bắt đầu một năm mới, một năm thánh của lòng thương xót của Chúa, đến để đổi được Chúa tha thứ cho, để được Chúa chữa lành những vết thương mà tội đã gây ra trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta. Ánh sao của Thiên Chúa chói rọi vào trong tâm hồn của chúng ta, để rồi chúng ta từ từ biết nhìn thấy Chúa ở trong nhau. Chúng ta đừng nhìn vào những cái tật xấu của nhau quá lâu, quá nhiều nữa, mà chúng ta bắt đầu từ từ nhìn thấy luôn cả những cái tốt ở nơi nhau. Thông thường con người thì hay có những cái thành kiến với nhau. Chúng ta phải cho nhau một cơ hội để đổi mới.
cho nhau một cơ hội để rồi chúng ta cũng được biến đổi. Thứ hai, chúng ta trở nên những ánh sáng của Chúa cho nhau là gì? Là trong thế giới ngày hôm nay, khi hơn 50% các gia đình đã kết thúc trong ly thân ly dị, ông bà anh chị em chung thủy với nhau, vượt qua bao nhiêu những cái khó khăn trong gia đình, những lục đục trong gia đình để chung thủy với nhau, thì ông bà anh chị đang là những ánh sao, đang là tin mừng của Chúa cho thế giới một gì nữa. Vì vậy trong năm tháng lòng Chúa thương xót này, chúng ta hãy khích lệ nhau, khích lệ nhau, tha thứ cho nhau, làm hòa với nhau, khích lệ nhau để rồi chúng ta trở nên tình yêu và lòng thương xót của Chúa cho nhau, để rồi mỗi người chúng ta trở thành những ánh sao của Chúa cho mỗi thành viên trong gia đình, trong cộng đoàn của chúng ta và trong thế giới của chúng ta, để rồi Thiên Chúa được hiển linh. Hiển linh không phải với ba vua, mà hiển linh với tất cả mọi tâm hồn, để rồi bóng tối tội lỗi không còn nữa, mà chúng ta luôn sống trong ánh sáng của Thiên Chúa, ánh sáng của lòng thương xót, ánh sáng của tình yêu và sự tha thứ. Giữa đêm đông màn sương xuống tư bề, Chúa ngôi cao hà sinh qua ngạo nề. Chuộc tôi cho nhân thế say đắm trong u mê đã quên đi đường về. Cha chỉ nhân luôn luôn giữ thương toàn dân, Cha uy linh cực quan cực nhân, người hiện thân cứu thế cho dân. Thiên chân linh và cương trời mong rằng với chiếc tình lòng con chịu yêu người, nay chúng con chỉ nhớ chỉ nhau chỉ hai chúa trên cao trong dây chân lắm mọi nơi cho người dân được bao niềm vui và bình an tươi sáng khắp nhân thế vui ân hoan niềm vui bình an. Đêm đêm sương gió
lạnh lùng, chợt nghe tiếng hát đơn đôi của mẹ, dù Chúa đong đầy yêu thương. Hay lắm cái nghe tiếng mẹ ru hát đêm khuya sao xuyên. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn mạch sự sống, là hơi thở, là niềm vui và niềm hoan lạc của chúng con. Chúng con khao khát Chúa, xin Ngài hãy đến ngự trị trong tâm hồn chúng con, ban cho chúng con một trái tim rực nóng lửa tình yêu Chúa. Xin nhận chìm chúng con trong thần khí thánh của Chúa, để chúng con luôn được ngụp lặn trong tình yêu Chúa.
Ôi lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn, trái tim, thân xác chúng con. Xin bao phủ hồn xác chúng con, tẩy sạch chúng con khỏi những vết nhơ tội lỗi. Xin biến đổi chúng con thành những tạo vật mới của Chúa và ban cho chúng con một cuộc sống mới trong trời mới, đất mới của Chúa. Hỡi thần linh chí ai, con khẩn cầu ngài nghe lời con van nài, xin hãy đến. Hỡi suối nguồn yêu mến, con mong đợi lửa thiêng nuôi kết tình duyên đất với trời. Lạy Chúa thành thần, ngài là lửa nóng trong con, xin sưởi ấm chiếu sáng cõi lòng con. Ngọn lửa hồng thiêu đốt con mong chờ, xin hãy đến với lửa tình yêu cứu độ. Khi thần linh Chúa đến bao la tuyệt vời, như đại dương chạy dài ôi lai láng. Chúa dắt dìu con bước đi bên ngài, giờ con phó thác ngài ơi xin đón nhận. Lạy Chúa thành thần, ngài là lửa nóng linh Chúa ơi, con khẩn cầu ngài. Linh hồn con giờ này đang khao khát, với trái tim héo úa đang trông đợi tình yêu hy hiên, ngài ơi xin biến đổi. Lạy Chúa thành thần, ngài là lửa nóng. Ngọn lửa sốt nên trong con từ ngày, cho lòng con vững vàng luôn theo Chúa, sẽ thấy nguồn suối mát ơn an bình. Lòng thương xót Chúa dìu con trong lửa hồng. Lạy Chúa thành thần, ngài là lửa nóng trong con, xin sưởi ấm chiếu sáng cõi lòng con. Ngọn lửa hồng thiêu đốt
cho. Xin hãy đến với lửa tình yêu cứu độ. Ngọn lửa hồng thiêu đốt con ngóng cho. Xin hãy đến với lửa tình yêu cứu độ. Xin hãy đến với lửa. Rakia Ramashandia, Rakia Ramashantara, Kiara Keramashandia, Rakiara, Rakia Ramashandia, Rakia Ramashantara, Kiara, Kiara Mashantia, Rakia Ramashandia, Rakia Ramashantara, Kiara Mashandia, Rakia Ramashandia, Rakia Ramashandia, Rakia Ramashantara, Rakia Ramashandia, Rakia Ramashantia, Kia Rama Shandia Raki Rama Shantara Kia Raki Rama Shandia Ora Kia Rama Shandia Raki Rama Shantara Kia Raki Rama Shantia Raki Rama Shandia Ora Kia Rama Shantara Kia Rama Shandia Raki Rama Kia Rama Shandia Raki Rama Shantara Kia Raki Rama Shandia Kia Rama Shandia Ra Kia Rama San Kia Ra Kia Rama Shandia Ta.
ego sacramentum veneremus enui et antiquum documentum novos edaritui restet fides supplementum sensum defectui. Zenitori, zenitoque, laudes jubilatio, salus honor virtus quoque, procedenti ab utroque compassi laudatio. Tantum ego sacramentum veneremus enui et antiquum documentum novos edaritui restet fides supplementum sensum defectui. Zenitori, zenitoque, salus honor virtus quoque sie benedictio procedenti ab utroque compassi laudatio. Hãy subscribe
báo tin vui đến cho muôn người. Nguyện mẹ đưa con bước đi vào đời một lòng truyền thông Chúa cho trần thế, gặp những điều linh con thuyền vẫn an bình, vì có mẹ hiền cùng con đi khắp mọi miền. Maria ngôi sao xa, giọt báo tin mừng Maria ngôi sao rạng ngời, cho toàn dân Chúa loan báo tin vui đến cho mọi nơi. Maria ngôi sao sáng, cho bước chân con hăng hái xa khơi khắp bốn phương trời. Maria ngôi sao rạng ngời, cho đoàn báo tin vui đến cho muôn người. Cùng mẹ tâm con sớm hôm nguyện cầu, ngày càng có những bước chân truyền giáo, nhiệt huyết chung kia theo lời đấng cứu đời, gieo rắc tin mừng và tình thương Chúa cao vời. Maria ngôi sao khắp bốn phương trời. Maria ngôi sao rạng ngời, cho đoàn con đi loan báo tin vui đến cho muôn người. Cho đoàn con đi loan báo tin vui đến cho muôn người.